ít về cái vấn đề liên quan đến cây kèn. Thời gian vừa qua thì có rất là nhiều anh chị ở những cái khu vực khác, ví dụ như Hải Phòng, Hà Nội, rồi miền xuôi, thậm chí cả trong khu vực Đồng Nai, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh thì có anh chị rất là thích chơi cái cây kèn của Lai Châu. Thế nhưng mà vì là anh chị trồng nó toàn bị chết nên là có rất là nhiều anh chị hỏi là có phải là vùng khí hậu đấy nó không sống được, nó khó sống. Và như vậy thì có chơi được hay không thì đúng là cây kèn nó rất là khó tính. Nó rất khó tính, với thứ hai là nó khó chơi, khó thuần hơn những cái thể loại khác. Thế nhưng mà thực ra thì nó không phải là không thuần được, không phải là không chơi được. Tuy nhiên thì vì nó khó tính như vậy nên là anh chị yêu lan mà muốn trồng thuần cái kèn thì cần phải lưu ý một vài cái điểm nó như thế này. Về cây kèn thì có thể nói là cái bộ rễ của nó rất là mẫn cảm với cái độ ẩm cao. Tức là nếu như giá thể của chúng ta mà để nó quá ẩm ướt thì nó sẽ hay bị thối rễ này. Hay bị thối rễ và thối thân, thậm chí ở trên cái anh em trồng là ở những cái vùng khác có phản hồi lại là cứ khi mà nó lên cây, cây nó xanh tốt nhưng mà sau nó cứ lụi đi. Thì nó lụi đi là nó do cái thối ngọn, thối thân. Chủ yếu là cái thối thân thấy nó cây đang xanh sau đó thì nó gục ngang thân và nó chết đi, thì cái đó thì nó do nấm từ từ phần rễ nhé, và nó làm cho hỏng các cái tế bào, hỏng các cái mô của cây đi mà mình không phát hiện nó sớm được. Do đó mà nó cây nó chết là vì như thế. Thì có một vài cái điểm lưu ý để anh em chơi kèn thì thực ra thì cũng có rất là nhiều anh em thuần được ở những cái vùng khí hậu khác Lai Châu. Tất nhiên thì Lai Châu có thể là cái thiên nhiên ưu đãi hơn một chút, là cái trời nó mát hơn ở khu vực thành phố Lai Châu nhé. Nhưng mà ở nhiều huyện, ví dụ như là Phong Thổ hay là Nậm Nhùn, một số xã của Sìn Hồ cũng đều đều rất nóng, và cái kèn này thì chủ yếu được khai thác từ những vùng nóng chứ không phải là ở vùng lạnh anh chị nhé. Thế thì vì thế mà nếu nói về cái vùng khí hậu để có thể trồng được cây kèn thì mình nghĩ là nó có thể ở tất cả các cái vùng khí hậu được. Đấy, có điều là ở mỗi nơi có một mỗi một vùng khí hậu nó có một cái đặc điểm riêng nên chúng ta cũng cần phải áp dụng theo nó. Thì cái đầu tiên như anh em đã biết là cái cây kèn thì nó cái bộ rễ của nó rất mẫn cảm với cái điều kiện ẩm ướt, tức là nếu mà giá thể nó ẩm quá thì nó cây kèn nó rất dễ bị hỏng rễ. Đấy, nó hỏng rễ và sinh ra cái nấm gây thối rễ, thì nó từ rễ nó nấm nó phát triển lên thân và nó gục thân, chết thân, thậm chí là một số cái vấn đề ví dụ như đốm lá cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây kèn, cũng như làm cây kèn nó không thể tồn tại được. Thì về cái giá thể anh em cần lưu ý là riêng đối với cái kèn thì anh em không cần phải giá thể nó quá cầu kỳ, tức là chúng ta chỉ cần những cái vỏ nó gọi là lổn nhổn như này. Cái đây vườn là anh chị em nhìn thấy là đều sử dụng cái vỏ thông, vỏ băm thôi chứ chưa cần dùng đến vỏ mài. Vỏ băm ở cái size gọi là cái size này chắc là size 3-4, size to để thô như vậy, và kèn cái gốc kèn chúng ta sau khi cắt tỉa sạch sẽ đi như thế này thì chúng ta để nó đứng ở trên, để trên mặt thôi, để trên mặt và để nó thoáng như thế này, thì khi mà cái rễ, bộ rễ nó phát triển ra thì nó sẽ bám sâu xuống, bám quanh cái giá thể, thì bên trong cái bộ rễ nó rất là thoáng. Và có rất nhiều anh em là dùng cái phân dê, thì mình nghĩ rằng là cái phân dê thì anh em không 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 nên dùng đâu, vì là khi mà mình rắc cái phân dê lên thì nó sẽ làm bí hết cái, nó chui vào, phân dê nó tan ra, nó chui vào các cái kẽ của giá thể và nó làm bí cái chậu, làm cho cái rễ nó cũng ảnh hưởng. Thì anh em có thể thấy đó, đây cái này thì mới được ghép thôi nhưng mà có một số cái thì rễ nó đã ra, ví dụ như là cây này này, anh em nhìn thấy cái bộ rễ nó đang phát triển ra và nó đã bám vào giá thể đây rồi. Một số cái ở đây ví dụ như bên này đây, cái gốc kèn nó được trồng cao so với lại cái mặt giá thể chắc là khoảng 2 cm, thế nhưng bây giờ thì rễ nó đã bám bám chắc hết rồi đây.
bên này cũng vậy. Đây, thậm chí ở cái chậu như cái chậu bên này anh chị nhìn thấy là nó đây đặt nó rất là cao nhé, nhưng mà cái rễ nó đang bén xuống rồi đó. Thì như thế này ở bên trong nó rất thoáng. Đây anh chị nhìn thấy cái bộ rễ rất là khỏe, xanh khỏe này. Đây rễ nó bám hết rồi đó. Thì cái quan trọng nhất là cái giá thể anh chị, thứ nhất là lựa chọn cái giá thể làm sao cho nó giữ cho cái bộ rễ nó thật sự là được thoáng. Tất nhiên là chúng ta cần phải có độ ẩm, thì chúng ta tưới vào cái này thì tưới nó không, độ ẩm nó không giữ lâu, nhưng mà cũng không cần thiết là chúng ta lúc nào cũng phải để ẩm ướt lè dè. Thì về cái giá thể thì anh em bố trí cái giá thể cho nó thật khô thoáng. Như ở vườn thì có thể là dùng cái vỏ thông băm cũng được, không cần thiết phải vỏ thông mài hay là vỏ thông nhập khẩu. Thì như vậy. Và cái thứ hai nữa là cái vị trí, thường là anh em là thấy nó khó sống, cứ tưởng là do nó nắng nóng nên là cứ chỗ mát mà để, cứ chỗ thấp mà treo. Thì càng như vậy thì thứ nhất là nó cái độ ẩm nó cao, cái thứ hai nữa là chúng ta tưới nhiều thì nó ướt nhiều và nó sinh ra chết. Và quan trọng nữa là cái nấm bệnh, khi mà chúng ta để nó ẩm quá thì rất dễ bị nấm bệnh, rất dễ bị nấm bệnh tấn công và làm cho nó bị chết. Thì với cây kèn anh em, cái vị trí chúng ta để thì chúng ta cứ để nó ở vị trí cao thoáng, có nhiều gió và nhận được nhiều ánh sáng, thì như vậy là nó sẽ ổn hơn. Và trong cái quá trình cây kèn ấy thì quá trình chăm sóc thì anh em có cần lưu ý một số cái là về cái rễ anh em, tại sao anh em dùng cái phân dê để bón cho cái rễ. Thực ra thì ở trong cái phân dê là cái tỷ lệ đạm nó rất là cao, nên là anh em cứ táng phân dê, cứ phủ kín gốc như vậy thì nó có, tất nhiên là chúng ta sẽ thấy cái khi mà rễ nó ra thì nó hút được cái dinh dưỡng từ cái phân dê, làm cho cây lá nó xanh, nó rất là xanh. Thế nhưng mà nó cũng có cái mặt trái của nó là nó dễ làm cho bí gốc và nó thối, nấm bệnh từ cái bộ rễ. Thì cây lan ở vườn mình thường dùng là thỉnh thoảng mình dùng cái phân bón NPK, phân đa lượng ấy. Nếu như mà có được cái trung vi lượng kèm theo, ví dụ như là NPK cộng TE thì nó có thêm cái thành phần trung vi lượng thì nó tốt hơn. Còn nếu mà anh em chỉ dùng phân đa lượng không thì chúng ta cũng bón kèm thêm cái trung vi lượng để cho nó đầy đủ nhất cái dinh dưỡng cho cây nó phát triển. Thế nhưng mà cần phải lưu ý là bởi vì cái lá kèn thì nó mỏng, nó không giống như lá phi điệp, lá hạc vĩ hay là long tu. Thì vì nó mỏng cho nên là, hai nữa là chúng ta để ở vị trí nó nhiều ánh sáng cho nên là rất là dễ bị cháy lá. Vì vậy mà anh em cần pha cái tỷ lệ nó nhẹ hơn, liều lượng nó nhẹ hơn so với là việc mình sử dụng trên cây phi điệp nhé. Và trong cái quá trình cây kèn nó sinh trưởng thì riêng về cái bệnh đốm lá thì ở trên cây kèn nó rất hay bị. Cái đốm lá ở đây thì nó chưa xuất hiện, nhưng mà có, hình như là có một số cái nó đã có rồi. Thì ở trên kia, phía trên, đây, đầu nó có một số vài cái vết đốm lá nó xuất hiện thì anh em cần phải xử lý ở đây. Ví dụ như cây bên này, đây anh em nhìn thấy nó có những cái vết này đó. Và có cái những vết đốm lá nhé. Đốm lá này thì nó do nhiều nguyên nhân, ví dụ như do va tập cơ học, rồi thì do côn trùng kích hút, rồi thì ẩm quá nó cũng sinh ra nấm nhé. Thì anh em về cái đốm lá thì nó trên cây kèn nó phát triển nó rất là nhanh, nó không như là cái phi điệp mới lại long tu hạc vĩ, mà ở trên cây điệp thì nó lan rất nhanh và nó rất hay bị tụt lá. Đấy, khi mà nó có xuất hiện cái nấm thì gần như là nó không xử lý kịp thời thì nó sẽ cháy lá và rụng lá ngay. Thì về cái nấm thì hôm trước, ở video lần trước thì vườn có chia sẻ về cái nội dung xử lý đốm lá ở trên cây hoa lan. Thì hôm trước nói chủ yếu nói trên cây phi điệp, nhưng mà
Ở trên cây lan nói chung thì chúng ta đều áp dụng được, thì trên cây kẻn cũng vậy, thì anh chị chúng ta có thể tham khảo thêm ở cái video về xử lý đốm lá ở trên cây lan. Vâng, thì như vậy ở một cái video ngắn ngủi như vậy thì xin được trao đổi với quý vị anh chị về cái vấn đề ở cây kèn như vậy. Và nói như vậy thì các anh chị mà ở ngoài cái khu vực Lai Châu, ở những cái điều kiện nó nóng hơn, thì nếu như mà có niềm, tức là có cái tình yêu đối với cây kèn, đối với cái màu tím của cây kèn, thì anh chị hoàn toàn có thể là sưu tầm về chơi được, và chúng ta chỉ cần lưu ý cái quá trình trồng chăm sóc của nó làm sao cho